tan cá nguyệt thứ hai thì mọi thứ thì gọi là màu xanh hy vọng. Sáng sớm là em không có thói quen dậy sớm, xong nói thôi cho mày ngủ xíu nữa. Chứ không phải chừng chúng ta không cần phải tăng cân nha. Nhìn Minh Hạnh có tăng cân nha mọi người. Ủa tại sao mọi người uống nước ngọt mọi người không mắc ói mà sao uống nước đường mọi người ói ha? À, tại sao các em bé lại hoạt động tích cực vào đêm đi vũ trường hả bác? Ngồi rượu đạo luôn bác, đói rung người, không được ăn nhiều phải không bác? Chào mừng mọi người quay trở lại với series podcast Mầm Sống Nảy Sinh. Với tập ở lần trước, Minh Hằng và bác Hiền đã chia sẻ tất tần tật những cái thông tin trong kỳ Tam Cá Nguyệt nhất. Và không biết là tất cả mọi người còn nhớ không ta? Chắc là không nhớ đâu bác ha. Đúng rồi, phải ôm lại. Ôm lại, thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng ôm lại nha. Rồi, và tam cá nguyệt thứ nhất thì chúng ta đang nói đến là hệ quả nhỏ và hạt. Và bây giờ thì chào mừng mọi người đến với sạp trái cây nhà heo. Đó, mọi người thấy không? Có rất là nhiều sạp trái cây. Này là team em tự chết đó bác. Tưởng đâu hôm nay là Minh Hằng mời bác sĩ Hiền đi siêu thị chứ. À, sau khi buổi ngày hôm nay thì bác sẽ có trái cây mang về. Và trong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu tất tần tật những cái thông tin thú vị trong thời kỳ tam cá nguyệt thứ hai. Và theo như Minh Hằng cảm nhận nha, tại vì một mẹ bầu thực chiến mà, thì tam cá nguyệt thứ nhất thì mình gọi là giai đoạn màu đỏ, tại vì có rất là nhiều rủi ro, có rất là nhiều sự lo lắng, hoang mang. Nhưng đối với lại tam cá nguyệt thứ hai thì mọi thứ thì gọi là màu xanh hy vọng, mọi thứ là dễ dàng hơn. Mẹ có thể tận hưởng rất là nhiều cái niềm vui đối với con. Thứ nhất là cảm nhận được sự kết nối giữa mẹ và con. Thứ hai là mình có thể đi massage, có thể đi du lịch cùng con. Và con đã cảm nhận được âm thanh cũng như là mọi thứ, là mình có thể trò chuyện cùng với con, nói chuyện cùng với con. Và chính vì rồi thì em cũng có một chuyến du lịch Hàn Quốc cùng với con của mình để ngắm hoa anh đào. À, thật là thú vị. Tưởng đâu là Minh Hằng nói là giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai là màu hồng, nên thành ra là hôm nay mặc màu hồng. Cũng được ha, đúng rồi. Và một cái điều đặc biệt nữa đó là ở 3 tháng đầu là một cái giai đoạn mới ha, nên thành ra là chúng ta thay đổi rất là nhiều. Chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chúng ta cảm thấy ói, ngán. Nhưng mà qua cái giai đoạn thứ hai là giống như chúng ta đã quen với sự thay đổi và nội tiết của thai kỳ. Nên chúng ta sẽ bớt ngán nè, chúng ta ăn uống được nhiều hơn nè, chúng ta đi lại cũng dễ dàng và cảm thấy đó, nên thành ra chúng ta sẽ cảm thấy màu hồng. Thế nhưng cái màu hồng đó là đối với các bà bầu nha, nhưng đối với các bác sĩ thì lại cực kỳ lo lắng ở cái giai đoạn này. Tại vì các bạn biết sao, nếu như cái giai đoạn này á, nếu như mà chúng ta chẳng may có những cái vấn đề gì mà chúng ta phải chấm dứt thai kỳ, thì nên á, là cái giai đoạn này thì bác sĩ luôn luôn phải dặn các mẹ rằng là phải cẩn thận và phải theo dõi kỹ các cái cử động của em bé, và nếu như có bất cứ một cái bất trắc gì phải đi tới bác sĩ ngay. Và một cái giai đoạn này nữa là chúng ta sẽ có những cái khảo sát về hình thái học của thai nhi, khảo sát những cái bất thường về hình thể bên ngoài của em bé. Đó, như hôm bữa trước là Minh Hằng có siêu âm, gọi là siêu âm hình thái học sớm lúc 16 tuần đó. Dạ đúng rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chính, đó là tam cá nguyệt thứ hai là tuần 14. Tuần thứ 14 thì thai nhi của chúng ta chắc sẽ bằng quả đào. Trời ơi sao nó mong manh quá bác. Và chiều dài của quả đào này thì khoảng là tầm nha, tầm thai nhi thì khoảng là 87mm và nặng khoảng là 43g. Ở giai đoạn này á, thì em bé bắt đầu mọc một lớp lông tơ màu đào. Và cái lớp lông tơ này để giúp bảo vệ làn da của em bé cũng như là giữ ẩm cho em bé. Và các mẹ cứ yên tâm là cái lớp lông tơ này nó sẽ rụng vào những ngày cuối của thai kỳ, nên là không sao cả. Về hệ bài tiết của bé thì cũng đã hoạt động cách rất là nhuần nhuyễn. Gan thì cũng đã bắt đầu chức năng tạo mật. Đó, nên là gọi là trái đào, đúng là trái đào luôn ha. Đúng tại vì rồi, cũng có lông tơ và cũng mong manh. Cũng mong manh. Mà ở tuần này thì bé đã biết bắt đầu là phản ứng với lại cái âm thanh cũng như là giọng nói của mẹ, nên là mẹ hãy chịu khó nói chuyện với lại con, rồi cho con nghe nhạc thai giáo. Riêng em thì em còn có đánh đàn,
rồi vẽ, rồi nói chuyện với con. Nhiều khi là đang làm việc mà đói bụng quá, kêu từ từ nha, tí nữa mẹ ăn. Là mình nói chuyện với con. Sáng sớm là em không có thói quen dậy sớm, xong nó thôi thôi cho mẹ ngủ xíu nữa. Thì những cái điều đó là mình rất là vui. Nhưng mà em nghĩ là mình nên chia sẻ, mình nên nói chuyện để mà con có thể kích thích được cái cơ quan tính giác, các giác quan. Dạ, cái giác quan, đúng rồi. Còn về phía mẹ thì lúc này thì em cảm thấy là cơ thể của mình nó rất là thoải mái. Nhưng mà chỉ có một vài cái điều nhỏ nhỏ đó là hay nhiễm trùng. Bác có thể giải thích được không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy cái tử cung nó lớn lên. Và lúc này là chúng ta có thể sờ thấy được ở trên bụng. Và đi khám thì bác sĩ có thể đặt cái máy nghe Doppler tim thai trên bụng này này, để chúng ta có thể nghe bụm bụm bụm. Đó, giai đoạn này thì cái tử cung nó lớn lên. Vượt lên khỏi cái xương vệ thì chúng ta sẽ thấy cái bọng đái, cái bàng quang á, nó sẽ không bị chèn ép. Đó, do vậy là nếu như cái giai đoạn này mà chúng ta thấy có đi tiểu lắc nhắc nè, hoặc là đặc biệt là tiểu buốt, tiểu rác, thì chúng ta phải đi khám. Bởi vì coi chừng là chúng ta bị nhiễm trùng tiểu. Chúng ta biết rằng là cái đường tiết niệu của người phụ nữ nó ngắn hơn cái người đàn ông, và cái đường tiết niệu đó nó kế với lại âm đạo, nên nó là rất là dễ bị viêm nhiễm. Và cái thứ hai nữa là nội tiết của thai kỳ ở cái tam cá nguyệt thứ hai này nó tăng lên, cái progesterone nó tăng lên rất là nhiều, để cho cái tử cung nó không có bị co bóp, nó không có bị động thai, sảy thai, thì những cái cơ quan mà tương tự như vậy á, nó cũng sẽ làm giảm co thắt luôn. Đó là cái bàng quang cũng giảm co thắt, cái đường tiết niệu nó cũng giảm co thắt, nên á, là dễ bị nhiễm trùng tiểu. À, nên nếu như chúng ta có đi tiểu buốt nè, tiểu rác nè, hoặc là có đi tiểu lắc nhắc gì, chúng ta phải báo với bác sĩ để cho có thể cho làm xét nghiệm. Nếu có thì cần phải điều trị. Khi mà mình hiểu được những cái điều đó thì mình sẽ cần có những lưu ý, giống như là mình sẽ vệ sinh những cái đồ lót của mình nó sẽ phải kỹ hơn, mình không phải dùng nhiệt để mà trước khi mà mình ủi quần áo, đồ lót của mình để mà có thể mặc vào người, để tránh tối thiểu nhất có thể. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến tuần thứ 15. Hồi nãy thì Minh Hằng có nói với lại quý vị rằng là cái tuần thứ 14 là nó sẽ bằng trái đào đúng không? Dạ, đúng. Thế thì bây giờ tuần thứ 15 thì cái này một cách tương đối thôi quý vị. Thì tuần lễ thứ 15 á, thì chúng ta có thể nó tương ứng với lại một cái trái cam vừa phải như thế này. Thì cái ở tuần lễ này á, thì cái em bé nó sẽ là khoảng chừng là 90 mm. Ở cái tam cá nguyệt thứ nhất á nha, rất là nhiều mẹ đi khám hỏi bác sĩ ơi con em bao nhiêu gram vậy. Bác sĩ nói chứ trời này bé tí à, người ta không có tính gram. Nhưng mà bắt đầu tới cái giai đoạn này thì bác sĩ sẽ cho chúng ta biết được là em bé được bao nhiêu gram. Thì ở cái tuần lễ thứ 15 thì em bé nó sẽ khoảng chừng là 150 gram. Nó khoảng như vậy, nó dao động là như vậy. Thì chúng ta cái này là một cái tương đối mà trong cái sạp trái cây của bé heo cho chúng ta biết, để mà chúng ta có thể dễ mường tượng thôi. Dao động ở tuần này mà mình không đạt được 150 gram thì có sao không? Nếu như mà nó không đạt được á, thì chúng ta phải xét lại xem là chúng ta tính tuổi thai đúng hay không. Rồi thí dụ mà bụng to hay bụng nhỏ thì có liên quan không bác? Mấy em bây giờ bụng tháng 5 rồi nhưng mà vẫn chưa có bụng. Thì nhiều người em nếu như một các bà mẹ Gen Z thì nó là không sao cả, nhưng mà những người lớn á, thì họ thường hay nói là ăn nhiều vô để cho con mập lên đi. Thì bác thấy quan điểm nó như thế nào? Thật sự ra thì cái chuyện mà cái ở giai đoạn này thì cái bụng nó cũng không có to lắm đâu. Bởi vì á, là nó hơi lú lên tí xíu trên khớp vệ chút thôi. Và nếu như mà bà mẹ nào mà thấy cái bụng to quá thì coi chừng là bé mỡ đó. Đó, nên thành ra là chúng ta không cần bụng to. Và cái quan điểm của ông bà xưa có nhắc là phải tăng cân, tăng cân. Nhưng mà các bác sĩ thì luôn luôn khuyến khích là trước 20 tuần không nên tăng cân. Bởi vì chúng ta thấy rằng là em bé có 150 gram mà bác sĩ đã nói là như vậy là chuẩn rồi. Vậy thì chúng ta tăng cân để làm gì? Tăng cân là chủ yếu là tăng mập mẹ thôi, mà mập thì sau đó sau sanh thì sẽ phải giảm cân rất là nhiều. Trước 20 tuần chúng ta không cần phải tăng cân nha. Đúng rồi. Nhưng Minh Hằng có tăng cân nha mọi người. Và một cái điều nữa đó là quý vị biết không, ở não em bé đó nó sẽ có hai vùng, đó là vùng vỏ não ở bên ngoài và một cái vùng gọi là vùng dưới vỏ. Hai cái vùng này nó sẽ phát triển bắt đầu từ giai đoạn này. Từ trước đó nữa nhưng mà bắt đầu giai đoạn này nó sẽ rõ hơn. Và nó sẽ phát triển cho đến 6 tháng đầu đời sau sanh. Thì nó hai cái vùng này nó lại phát triển đối nghịch nhau. Tức là nếu như vỏ não phát triển thì nó ức chế vùng dưới vỏ, và ngược lại nếu mà vùng dưới vỏ phát triển thì nó lại ức chế vỏ não. Nếu như những em bé nào mà vỏ não phát triển thì những em bé đó thường là sẽ điềm tĩnh, thông minh, có
khuynh hướng về âm nhạc rất là giỏi, kiểu như là kiểm soát được cái cảm xúc rất là tốt. Còn ngược lại, những em bé nào mà nó có vùng dưới vỏ phát triển thì em bé đó nó sẽ hiếu động lắm, thậm chí là tăng động, và những em bé đó dễ bị mất kiểm soát. Và người ta phân tích tâm lý tội phạm á, thường những cái người mà tội phạm thì cái vùng dưới vỏ hay phát triển rất là nhiều, nên thành ra là để mà em bé cái vùng vỏ não phát triển thì thường những cái âm thanh du dương, tình cảm, hoặc là chúng ta hay nghe những cái bài thai giáo, người ta nói là phải cho nghe nhạc Mozart. Dạ, đúng đó. Rồi, đấy, hoặc là tâm trạng của người mẹ thoải mái thì cái vùng vỏ não phát triển rất là tốt. Dạ. Còn những âm thanh chát chúa hoặc là những chánh cái nhạc sập sình như đúng, mọi người chính xác đó, hoặc là những cái ô nhiễm về âm thanh á. Dạ. Thì nó sẽ làm cho em bé giật mình. Ừ. Và giật mình nhiều thì cái vùng dưới vỏ nó sẽ phát triển. Thế thì mình sẽ phải càng siêng năng hơn cho việc thay giáo. Đúng. Và chúng ta hãy cùng đến với tuần thứ 16. Yeah. Để em lụm nha, để em lấy nha, em sợ nó rớt thôi bác ơi. Tên tên sẽ bằng một quả bơ nha mọi người. Sẽ có chiều dài là 11,6cm và nặng khoảng 100g. Nhưng mà em bé của Minh Hằng thì tới 150g. Ảnh diện dễ sợ. Tại vì cái giai đoạn này nó sẽ dao động từ khoảng chừng 100 đến 160. Ồ, vậy nên là vẫn là mình trong cái khoảng bình thường chứ không phải là bự quá đâu. Vậy là không có gì phải hãnh diện nha mọi người, đó là bình thường. Và cái ở cái tuần thai này thì em bé đã bắt đầu có thể di chuyển bú, và bản thân Hằng thì chắc có thể là vì buổi tối mình ngủ á, trong tất cả mọi thứ nó im lặng rồi thì Hằng có thể cảm nhận được là không phải là nó búng, nó không phải như mình cảm thấy là cái bụng mình nó sôi. Và khi mà chồng của mình áp cái tay vào trong cái thành bụng mình á thì nó giống như là bụng mình đang đói bụng vậy đó, nhưng mà ảnh cảm nhận ê hình như đang quẩy ở trong bình đứng ối, phải không em? Thì em cảm nhận được, và chỉ cái buổi tối thì khi mọi thứ thinh lặng lại thì mình mới có thể cảm nhận được chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng là cái sợi dây kết nối nó đã dần dần hiện thành lên trên lên rất là nhiều. Và buổi tối thì em lại càng thường xuyên nghe nhạc và nói chuyện tâm sự, và kêu bố có nói chuyện đi để cho có thể nghe được giọng nói của bố. Minh Hằng tiết lộ với chúng ta là thai 16 tuần mà cảm nhận được cái thai nó đạp rồi như con tôm nó búng này kia nọ, chứng tỏ là nó chỉ là không phải là nó đạp cái thành bụng mà em cảm thấy bụng nó sôi. Thì em cảm nhận được là nó không phải là nó đạp nha. Yeah. Em chỉ nghe là giống như là hơi bị giống như đau bao tử sẹt. Như em biết nó là đang búng. Yeah. Đang hoạt động. Nhưng mà một cái tiết lộ của Minh Hằng như vậy thì chúng ta có thể suy ra được là gì, phải không? Bụng của Minh Hằng ít mỡ. Tại vì chúng ta biết rằng là đối với những người con so thì thường là sau 20 tuần chúng ta mới cảm nhận được cái cử động của em bé. Còn đối với người con rạ thì có thể sớm hơn. Là lý do tại sao quý vị biết không? Tại vì là thường là con so cái thành bụng nó rất là dày và rất là chắc. Nên là chúng ta sẽ khó cảm nhận hơn. Và đối với người con rạ thì thành bụng nó nhão hơn và nó mỏng hơn. Và đôi khi chúng ta lại có kinh nghiệm nữa, nên thành ra chúng ta cảm nhận sớm. Thì Minh Hằng cảm nhận sớm như vậy chứng tỏ là thứ nhất là Minh Hằng quan tâm nhiều đến con. Yeah. Nên chúng ta cái sợi kết nối nó rõ hơn, và cái thứ hai nữa là thành bụng chúng ta không quá dày. Yeah. Đó, nên là đó là một trong những lý do mà từ sau khi kết thúc tam cá nguyệt thứ nhất thì Minh Hằng đã bắt đầu tập luyện, và tập luyện thường xuyên. Một tuần là Minh Hằng có thể tập lên đến 2-3 buổi và luôn luôn có huấn luyện viên đi bên cạnh mình. Vì Hằng biết được rằng là sau kết thúc cái thai kỳ thì Minh Hằng sẽ trở lại với công việc, và Hằng nghĩ là việc tập thể dục nó cũng rất là tốt cho mẹ bầu. Nó giúp cho tinh thần của mẹ bầu cũng thư giãn hơn, thoải mái hơn. Và khi mà mẹ bầu cảm thấy là mình xinh đẹp, mình được tự tin thì tất cả mọi thứ nó cũng sẽ ảnh hưởng lên con của mình. Chính xác. Yeah. Ngoài những cái chuyện mà Minh Hằng vừa mới chia sẻ thì có một cái điều nữa mà quý vị cần phải lưu ý, đó là cái thành bụng của một con người nói chung nó có một cái cơ, trong y khoa người ta gọi là cơ thẳng bụng. Yeah. Thì đối với lại đàn ông mà nếu mà người ta siêng tập á, thì người ta sẽ có cái cơ bụng 6 múi đó. Yeah. Thì cái đó là cái cơ thẳng bụng. Còn em có cơ 11. Dạ đúng rồi, cơ 11 đó là đối với người phụ nữ đó. Đó, Minh Hằng đang khoe là cái bụng của Minh Hằng đẹp, đó là tại vì là ít mỡ nên nó là nó sẽ lộ cái cơ bụng thẳng bụng này ra. Thế nhưng mà khi có thai ở cái giai đoạn này, 16 tuần bắt đầu cái tử cung nó lớn, thì nó sẽ làm cho bụng của chúng ta lớn ra và nó dạt cái cơ bụng. Nó bị tách cơ. Đúng, nó tách ra. Đó, nên thành ra là nếu như chúng ta không luyện tập mà cái cơ này nó giãn ra suốt 9 tháng 10 ngày và nó lại không được luyện tập, nó không có nổi hằn lên, thì sau sanh nó sẽ
nó sẽ bị gọi là hở cái thành bụng. À, trong cái dân gian thì chúng ta nói là xăm xăm cái bụng nó nhão, nó bèo nhèo, nhưng mà trong y khoa chúng tôi gọi là hở thành bụng hay trời là bụng nhão. Hay quá, thế là đã có một đồng minh. Sự đồng minh, nên là mọi người đừng có lo lắng nha, hãy luyện tập vì nó sẽ không có ảnh hưởng đến con của mình đâu. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tuần thứ 17. Đây em hỗ trợ bác thì nó em sẽ bắt chụp rồi. Nó sẽ khoảng chừng là 140 đến 160 gram và khoảng chừng 130 mm, 13 cm á, thì nó sẽ khoảng như thế này đó. Và ở cái giai đoạn này chúng ta sẽ thấy là em bé các cái cử động nhiều hơn, và đặc biệt á, là các cái cử động về tay. Từ tam cá nguyệt thứ nhất là chúng ta đã nói là sự hình thành của các ngón tay và móng tay rồi. Nhưng mà em bé thường nó ở tư thế nắm nhiều hơn, nên á, là cứ bung cứ ngón. Đúng. Nhưng mà ở cái giai đoạn 17 tuần này á, thì em bé nó sẽ hay xòe ra. Thì khi đi siêu âm bắt buộc bác sĩ phải siêu âm ở cái thời điểm nó xòe ra để đếm từng các cái ngón tay một. Và thậm chí không phải là chỉ đếm từng ngón mà đếm từng cái đốt tay để xem em bé có những cái bất thường gì ở trên cái ngón tay, thừa ngón, thiếu ngón hay là thiếu cái đốt ngón hay không. Đó. Thì ở giai đoạn này á, là các cái lông mi, lông mày nó cũng rõ hơn và em bé sẽ chớp mắt nhiều hơn. Đó. Thì đúng rồi đó. Thì khi mà nếu như mà chúng ta siêu âm may mắn gặp những cái khoảnh khắc rất là dễ thương của em bé, như là mút ngón tay nè, đó, hoặc là chớp mắt nè, đó. Và nếu như siêu âm thì chúng ta sẽ lưu ý bác sĩ siêu âm luôn luôn là phải bắt được những cái khoảnh khắc như vậy để chúng ta khảo sát được những hình thái một cách tốt nhất. Vậy là quả lê biết diễn. Đúng, chính xác. Cái giai đoạn này á, thì chúng ta phải bổ sung cái gì Hằng biết không? Đó là cái DHA. Tức là trước đó thì chúng ta cũng cần có DHA rồi, nhưng mà giai đoạn này cực kỳ quan trọng, đó là bởi vì cái giúp cho cái sự phát triển của thị giác và bộ não của em bé. Thì DHA nó sẽ có trong các cái loại mỡ cá, ví dụ như các loại cá mà có nhiều mỡ nè, cá hồi nè, cá hú nè, các loại hạt nè, hạt chia, hạt mắc ca, hạt ốc chó nè, và các cái trứng nè. Đó, nên thành ra Minh Hằng có nhớ ngày xưa là ông bà hay nói rằng là đi có bầu là phải ăn trái trứng ngỗng. Dạ, tại vì rồi. Trong trứng ngỗng nó có DHA. Không, em thấy bây giờ mọi người vẫn hay chia sẻ là có bầu cũng ăn trứng ngỗng. Để con mình nó thông minh. Đó, thì nó có DHA. Tuy nhiên, cái DHA trong trứng ngỗng á nó không nhiều đâu. Không nhiều như mọi người nghĩ, bằng cái các loại hạt và mỡ cá. Đó. Thì ở cái giai đoạn 17 tuần á, thì không biết rằng là Minh Hằng có những cái trải nghiệm gì thực tế của mình không? 17 tuần em cũng nhớ. Hình như là 17 tuần là em có đi khám đi có siêu âm. Rồi thì tại vì em trộm vía là mình cũng không có quá nhiều cái biểu hiện. Tại vì qua tam cá nguyệt thứ hai thì em cảm thấy là em hoàn toàn hết đi cái triệu chứng là khó thở, sình bụng, đi tiểu thì cũng bớt lại. Rồi ăn uống thì cũng không còn thèm một cái món gì hết, mà ăn uống bắt đầu là trở lại với là cái khẩu vị bình thường của mình, là ăn khẩu vị rất là bình thường. Và thì em chỉ là cố gắng điều tiết ăn đầy đủ tất cả các chất để mà sau khi con của mình ra ngoài đời á thì bé có thể ăn được tất cả các món. Tại vì em nghe mọi người nói là khi mà mẹ bầu dễ ăn cái gì cũng ăn, thì em bé sau này của mình cũng vậy luôn, nên là em ăn tất cả, em ăn cái gì trên đời có cái gì là em ăn hết. Đó là cái mà bác Hiền muốn nói, muốn chia sẻ với quý vị đó. Tại vì cái tuần lễ thứ 17 này nè thì em bé nó bắt đầu là nó nếm sẽ có được. Nếm à, đó nó rồi. Sẽ nếm và em bé sẽ hay nuốt nước ối. Nuốt nước ối và nó sẽ nếm được các cái vị mà người mẹ ăn qua thức ăn, thì nó sẽ đi qua bánh nhau và nó đi vào trong nước ối. Nên á, là ông bà hay nói rằng là có bầu thì phải kiêng thêm, nhưng mà bác sĩ thì hay khuyên rằng là cứ ăn thoải mái và ăn đa dạng. Tại vì đúng là nếu chúng ta người mẹ ăn cái gì thì trong cái nước tiểu nè, trong cái nước ối nè và trong cái sữa nó sẽ ra cái vị như thế. Và nếu như chúng ta mà kiêng khem quá nhiều thì sau này con mình nó sẽ khó ăn, khó nhà kém đó anh. Nên thành ra là chúng ta cần phải ăn uống đa dạng để cho con mình nó tập như thói quen vậy đó, nó ăn uống cũng thoải mái hơn. Chiên mình lại đúng tiếp.
Rồi và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến tuần thứ 18, đó là củ khoai lang. Chiều dài của củ khoai lang, mình không biết củ khoai lang này dài bao nhiêu, nhưng mà chiều dài trung bình của tuần thứ 18 là sẽ 14.2cm và cũng như là nặng là 190g. Nếu như ở tuần thai thứ 8 thì tai của bé chỉ là một cái chồi ra thôi, thì ở tuần thai thứ 18 thì cái lỗ tai sẽ bắt đầu về đúng vị trí và phát triển một cách hoàn thiện hơn, và nó chì ra hai bên ngoài như đúng là cái hình thai lỗ tai của mình như bây giờ. Và ở thời điểm này thì bắt đầu là thai cũng nặng hơn chút xíu, nên là Hằng có lưu ý là mình sẽ phải thay đổi cái dáng đi, tại vì trước giờ theo phụ nữ là phải là ưỡn ngực mông cong. Ở tuần thứ 18 này thì mình sẽ phải là trên cái xương sống của mình phải là một cái trục thẳng đứng. Thứ nhất là mình sẽ không bị ưỡn nữa, để vì dễ dẫn đến cái tình trạng đau lưng. Đó, thì khi em nghe được sự hướng dẫn của các bạn mà hướng dẫn mình tập luyện thì ta có thấy đúng không? Chính xác. Dạ. Chúng ta biết rằng là thường cái cột sống của một người bình thường á thì nó sẽ có cái ưỡn ở ngực. Dạ, ha. Cái cong ở ngực nè. Rồi xong ở phía thắt lưng nè, nó lại cong ở phía trước, đó là sinh lý bình thường rồi. Yeah. Chưa có bầu, chưa có gì hết mà là đã cong rồi. Thế là đẹp không bác? Mang về có gót nữa, nó hơi ưỡn ưỡn, nó mới đẹp. Đó. Thế thì khi có thai thì cái tử cung nó lớn lên, nó sẽ đổ về phía trước. Yeah. Nó làm cho cái cột sống của chúng ta sẽ bị ưỡn về phía trước nhiều hơn. Nếu như chúng ta mà không có thay đổi về cái tư thế thì đôi khi nó sẽ ưỡn về phía trước nhiều thì nó sẽ bị đau lưng. Yeah. Sau này dễ bị thoát vị. Yeah. Và đặc biệt là nó đè vô cái khớp vệ này. Yeah. Nó sẽ làm đau cái khớp vệ, làm bại cái mông. Nên nhiều người phụ nữ mang thai đi cứ lặt lè như thế này nè. Đó, nên chúng ta cần phải luyện tập. Và nếu như mà người phụ nữ nào á mà cảm thấy đau lưng nhiều quá hoặc là đau cái khớp vệ thì chúng ta có thể đeo cái đai. Yeah. Đeo cái đai bụng hoặc là mặc đồ nó phải ôm. Thì chúng ta biết rằng là cái này cũng nói thêm một chút xíu về cái trang phục. Yeah. Thì ở người Việt Nam mình á thì khi có bầu chúng ta hay có cái mặc đồ á, là mặc đồ rộng để mà che cái bụng. À, thế nhưng mà chúng ta để ý là phụ nữ mà nước ngoài á, đặc biệt là vùng châu Âu hoặc châu Mỹ á, người ta sẽ mặc đồ ôm thiệt là ôm vô thì nó sẽ giữ cố định cái cột sống, nó nâng cái bụng mình lên. Yeah. Nó không có bị sệ cái bụng mình xuống phía xuống dưới và nó làm giữ cố định cái cột sống lưng mình, và nó sẽ không có bị đau lưng, không bị trượt cái khớp của cái cột sống. Yeah. Sau này chúng ta sẽ không có bị thoát vị và không có bị đau cái khớp vệ. Thật sự ra thì người phụ nữ ở cái giai đoạn này là đẹp nhất. Yeah. Cái đường cong nó sẽ là gợi cảm nhất. Và bác Hiền hay khuyên là có bầu ở cái giai đoạn tam cá nguyệt thứ hai này nên đi chụp hình bầu đi. Tại vì là người phụ nữ hiếm, trong cuộc đời chỉ có 1 lần 2 lần mới được đẹp như vậy thôi. Đó. Nó không có lại những cái khoảnh khắc đó nhiều lần đâu. Wow, đó. Thế thì chúng ta cần phải có một bài học nữa nha mọi người. Thật ra thì Hằng cũng như tất cả các phụ nữ ở ngoài kia thì cũng quen kiểu làm quen là ưỡn ngực, ưỡn mông, và bản thân Hằng thì là một người nghệ sĩ thì lúc nào cũng quen ở trong tư thế là phải có một cái đường cong cơ thể. Nhưng bắt đầu là mình ý thức được chuyện đó và mình phải tập luyện, phải gọi là tập luyện chứ không phải là chỉnh sửa nha. Tại vì mỗi một ngày mình phải làm chuyện đó nhiều thời gian hơn, ngày hôm sau phải nhiều hơn nữa thì nó mới có thể tạo thành thói quen. Tại vì rất là dễ bị đau lưng. Và ngủ thì bắt đầu là em cảm nhận là bắt đầu là tuần thứ 18 thì em đã phải thay đổi cái thế ngủ luôn, cũng phải nằm nghiêng nhiều hơn, cũng không có nằm thẳng. Và em lại hay bị dễ đau bao tử. Thì lại càng phải nằm nghiêng nhiều hơn nữa. Theo Minh Hằng nó bằng cái trái gì nhỉ? Hồi nãy là khoai lang rồi, bây giờ em nghĩ chắc là một là mông cải hay là xoài. Chắc là xoài đi. Đó. Chắc là xoài này bự vậy ta. Mập. Nên cái này nó chỉ mang tính chất minh họa thôi. Thì em bé nó sẽ khoảng chừng là mình đang nói về chiều dài nha, chiều mọi dài. Người mình không nói chiều ngang nha. Đó. Thì nó sẽ khoảng chừng là 15-16cm nha quý vị. Nãy giờ chúng ta là ở mm, bây giờ nó qua tới cm rồi. Và nó khoảng chừng 240-250g. Thì ở cái giai đoạn này á, thì chúng ta sẽ thấy là em bé nó sẽ cử động rất là nhiều và tử cung á, lúc này nó sẽ to lên trên ngang cái rốn. Đó, và lúc này á, nó to lên thành ra là nó căng các cái cơ này, các cái dây chằng này. Nên á, chúng ta sẽ thấy mỗi lần chúng ta thay đổi tư thế á, nó sẽ hay bị đau. À, chúng ta sẽ thấy thỉnh thoảng đau chỗ này một chút, đau chỗ kia một chút, nhói lên. Và có những khi mà nhói đến mức là toát cả mồ hôi luôn. Lý do là bởi vì á, là các cái cơ nó bị căng.
và các cái dây chằng nó bị căng mà chúng ta thay đổi tư thế đột ngột, chúng ta sẽ bị xoắn vặn các cái cơ và làm cho đau. Nhưng nếu như cái đau đó mà chúng ta nằm nghỉ một tí xíu tự động nó hết thì cái đó không sao hết, không cần phải đi khám. Còn nếu mà chúng ta thấy đau mà nó đau liên tục, nằm nghỉ nó không hết thì chúng ta phải đi khám để xem là có cái những cái dấu hiệu gì nguy hiểm đến thai kỳ hay không. Đó. Và ở cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ thấy là em bé nó sẽ cử động nhiều, hoạt động nhiều, và cái bụng của chúng ta nó sẽ to lên. Thì khi mà nãy Minh Hằng có chia sẻ với quý vị về cái chuyện là chúng ta tập thể dục, thì chúng ta tập thể dục với chúng ta nên lưu ý là các cái core, tập cái core để giúp cho gì? Thứ nhất là cái cột sống lưng của chúng ta nó chắc, cái thứ hai là cái bụng á, cái cơ thẳng bụng này nó săn chắc thì nó sẽ làm cho đỡ bị đau lưng, và cái cơ thẳng bụng nó sau này nó sẽ không bị nhão. Dạ, trời. Thế thì em sẽ càng tập điều độ hơn. Và tuần 19 á, Minh Hằng biết sao, ở ngoài cái lớp da của em bé nó bắt đầu có sự xuất hiện một cái chất nó hơi nhầy nhầy, mà nó như là kem vậy đó. Đó, người ta gọi là chất gây. Và cái chất gây này nó có tính bảo vệ da của em bé, nó giống dưỡng ẩm nè, và nó bảo vệ thân nhiệt cho em bé nữa. Cái này nó sẽ dần dần nó dày lên, và đến khi mà đủ trưởng thành thì nó bắt đầu nó giảm xuống. Nhưng sau sanh á thì cái chất gây này nó sẽ phủ lên em bé, và nó sẽ rất là khó để lau ra. Đó, chúng ta thấy rằng là nếu như các cái cô mà nữ vệ sinh sau sanh á mà tắm em bé bằng cái nước thường á thì kỳ nó cũng không ra. Nhưng mà chúng ta đừng có kỳ. Trong khi mà sau sanh á, đừng có kỵ chất gây này. Chất gây này nó có tác dụng là bảo vệ thân nhiệt của em bé, và bảo vệ cho em bé nó có thể là phát triển một cách tốt hơn ở môi trường, giống như làm quen với môi trường bên ngoài. Còn môi trường ở trong bụng của người mẹ là với nhiệt độ là 37 độ C, ra ngoài chúng ta thấy có 20+ độ C à. Nên cái chất gây này nó có tác dụng bảo vệ em bé trong vòng 24 đến 48 tiếng sau sanh. Minh Hằng biết hồi xưa là cái những cái khoảng thập niên 80-90 á, là cái khi mà đi sanh á luôn luôn sẽ có một cái gì biết không, một cái lon bia, các ông bố bà mẹ mang cái lon bia đó đưa cho bác sĩ để bác sĩ tắm em bé để nó kỳ cái chất gây đó ra. Bởi vì chất gây đó nó chỉ kỳ ra sạch khi mà sử dụng cái cồn á, ví dụ như là bia này, rượu này, hoặc là cồn. Chúng ta tắm lên á thì nó sẽ làm cho cái da em bé nó rất là hồng hào và sạch cái chất gây. Nhưng sau này á, người ta thấy rằng là cái chuyện đó không có lợi mà nó có hại. Bởi vì nó sẽ làm mất đi chất gây bảo vệ em bé, và em bé bị mất thân nhiệt và có thể dẫn đến những cái đột tử cho em bé. Nên sau này là tuyệt đối không bao giờ người ta làm chuyện đó. Nguy hiểm, đột tử. Đúng. Thôi, ghê quá, hồi nãy mình nói đang nói cho quá xài hả? Đúng rồi. Thôi nguy hiểm quá mọi người ơi, lưu ý nha mọi người. Chất gây, đó là sau sanh, tức là bác Hiền nói hơi bị vượt thời gian chút. Tức là sau sanh đó, cái chuyện đó là chuyện sau sanh. Dạ, nhưng mà mình cũng phải nên lưu ý. Đúng. Dạ, đúng rồi, nếu mà nguy hiểm quá. Nhưng mà em nghĩ là bây giờ tại vì trong bệnh viện các cô hộ lý cũng như là bác sĩ đều biết tất cả những cái điều đó. Đúng. Nên là mọi người cũng sẽ không có, sẽ không có gì đâu ha. Trời, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tuần 20. Hồi nãy là quá xoay rồi. Bây giờ là em nghĩ là bóc hạt chuối để em soi. Đây. Nào dài hơn này, ngắn hơn này, ngắn hơn. Rồi, với tuần thứ 20 thì chắc là quả chuối đi nha. Tuần này thì em bé sẽ được khoảng 16-17cm và nặng khoảng là 300g. Thì khi mà nhìn đến chuối thì mình sẽ nghĩ đi ngay đến cơ. Chính xác. Tại vì người ta sẽ hay nói là ăn chuối để tăng cơ. Và em bé của chúng ta ở tuần thứ 20 này thì cũng sẽ bắt đầu phát triển các cơ bắp. Bé ngủ và thức dậy thì cũng đều đặn hơn. Tuần lễ thứ 20 này là một cái mốc khá là quan trọng đối với lại các mẹ. Là giai đoạn này là chúng ta hay được bác sĩ cho chúng ta đi siêu âm. Siêu âm gọi là siêu âm 4 chiều để tầm soát về hình thái học của em bé. Lúc mà 16 tuần là chúng ta đã có một cái giai đoạn là hình thái học rồi. Nhưng mà giai đoạn này chúng ta sẽ nhìn rõ hơn, bởi vì từ 20 đến 24 tuần á là cái giai đoạn mà lượng nước ối nhiều so với lại em bé. Nên chúng ta có thể quan sát một cách là toàn diện. Chúng ta tưởng tượng là khi chúng ta chụp hình á, là nếu như mà nó có đủ cái khoảng không thì chúng ta sẽ chụp một toàn diện em bé, nhìn được các cái đường nét của em bé, nhìn sâu vô tim phổi não thần của em bé. Thì ở cái giai đoạn 20 đến 24 tuần này chúng ta sẽ khảo sát về hình thái học của thai nhi, và chúng ta sẽ coi nè,
xem em bé nó có những cái bất thường gì về tim, về phổi, về thận, về não của em bé hay không. Và chúng ta sẽ đo cái chiều dài kinh của tử cung để tiên lượng xem cái trường hợp này có nguy cơ sanh non hay không. Nếu có thì chúng ta sẽ cần phải có những cái điều trị để dự phòng cái chuyện là sanh non. Và ở cái giai đoạn này nữa, có một cái mốc nữa quan trọng, đó là chích ngừa 20 đến 24 tuần là chúng ta sẽ chích ngừa. Thì chích ngừa là ngừa thường, chúng ta sẽ ngừa là ngừa uốn ván cho người mẹ. Nhưng mà khi mà chích cho người mẹ thì nó sẽ truyền cái kháng thể cho em bé để mà em bé phòng ngừa được uốn ván rốn sau sanh. Thì nếu như các mẹ nào mà chưa có chích trước khi sanh thì chúng ta sẽ chích hai mũi cách nhau trong vòng 4 tuần, tức là mũi thứ nhất cách mũi thứ hai 4 tuần và mũi thứ hai trước khi sanh trên 4 tuần, thì ở giai đoạn này là hợp lý để chích ngừa. Còn nếu như mà mẹ nào đã từng chích rồi hoặc là mẹ nào đã từng sanh rồi, tức là sanh đứa này đứa thứ hai, thứ ba trở đi, thì chúng ta chỉ cần chích một mũi nhắc lại thôi. Đúng. Đối với Minh Hằng thì sự quan sát thì đúng là ở tuần thứ 20 thì bắt đầu là mình thấy bụng hơn. Đúng. Là bắt đầu là phải mặc đồ bầu rồi nha mọi người. Là bắt đầu là phải mua những cái quần chun chứ không còn mặc quần jean được nữa. Đó là không còn mặc những cái đồ cũ được nữa rồi. Bắt đầu tuần thứ 20. Vâng, thưa quý vị, thì ở tuần lễ thứ 21 á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là em bé nó sẽ khoảng chừng 25 đến 27 cm và nó khoảng chừng là 350 cho đến 370 gram. Đó, thì chúng ta sẽ theo như Minh Hằng đó là như trái gì nhỉ? Trái là chuối. Trái bắp đúng không? Trái bắp hả? Đó, nó khoảng như vậy á. Một chiều dài thôi nha mọi người. Đó, thì nó sẽ khoảng như thế. Chúng ta biết rằng là ở cái giai đoạn này thì em bé nó vẫn đang tiếp tục phát triển và nó sẽ cử động nhiều hơn. Người mẹ cũng cảm nhận được các cái cử động của con mình nhiều hơn. Khi siêu âm chúng ta sẽ thấy rằng là các cái cơ nó cũng nhìn nó có vẻ bụ bẩm hơn so với lại những cái lần trước. Có nhiều mẹ đi siêu âm 4 chiều cứ kêu là bác sĩ chụp cho con tấm hình đi, nhưng mà ở cái giai đoạn trước cái nhìn nó không đẹp. Bắt đầu cái giai đoạn là 21-22 tuần trở đi bắt đầu nó có mở. Đúng, nhìn nó sẽ đẹp hơn. Và ở cái giai đoạn này chúng ta sẽ, nếu như mà bác sĩ mà siêu âm mà lâu á, có thể thấy được những cái cử động mà nuốt của em bé, uống nước ối của em bé nó sẽ uống nước và thậm chí là có thể siêu âm thấy được cái dòng nước tiểu, nhất là bé trai á, nó đi tiểu thấy vèo cái dòng nước tiểu đi ra như thế này nè. Đó, thì cái nước ối của em bé ở cái giai đoạn này á thì nó sẽ được tạo ra chính là nước tiểu và nguồn hấp thu chính đó là em bé nó uống vô. À, nên nó sẽ được điều hòa, nó không có bị nhiều nước ối quá nhưng cũng không bị ít nước ối quá. Nên nếu như siêu âm mà ở cái giai đoạn 20-21 tuần trở đi á mà thấy rằng là cái nước ối nó quá nhiều thì coi chừng em bé nó bị bất thường ở đường tiêu hóa. Ví dụ như có những cái trường hợp mà nó bị teo cái thực quản thì nó sẽ không uống được, thì chúng ta thấy nó nước tiểu nó cứ ra mà em bé không uống được thì sẽ làm cho nước ối nó bị nhiều quá. Còn nếu mà ngược lại á, nếu như mà chúng ta siêu âm mà chúng ta thấy nó ít nước ối quá mà hoặc là thậm chí rằng là cạn nước ối ở cái giai đoạn mà sớm như thế này á thì coi chừng em bé bị không thận, tức là em bé nó không đi tiểu được hoặc là nó tắc nghẽn đường tiết niệu. Nên đó là ở cái giai đoạn này người ta sẽ lưu ý về cái chuyện nước ối rất là nhiều. Ui, sao em thấy giai đoạn này nó cũng có những cái nguy hiểm. Đúng. Và những cái biến cố ha. Đúng rồi. Wow, thế thì thật sự là đúng là mình rất là muốn là thằng Tùng sẽ được mới đi siêu âm để biết được con mình nó như thế nào. Tại vì thật ra là nói là ở giai đoạn này thì mình có thể cảm nhận sự kết nối của em bé thôi, nhưng mà nó vẫn chưa nhiều. Đúng rồi. Có nghĩa là vẫn chưa thấy là mình đếm được là cái sự cử động của con mình là bao nhiêu. Chỉ có thể cảm nhận mọi thứ rõ ràng nhất khi về đêm. Nhưng em có một thắc mắc rất là lớn là tại sao các em bé lại hoạt động tích cực vào đêm. Đi vũ trường hả bác hay sao mà tích cực buổi đêm quá vậy, ban ngày thì lại không? Hay là do vì cơ thể là ban ngày của mình hoạt động nhiều quá, mình không cảm nhận được? Chính xác, có nhiều cái lý do. Nhưng mà lý do như Minh Hằng giải thích là cũng là hợp lý. Tại vì ban ngày chúng ta biết rằng là chúng ta làm việc rất là nhiều. Chúng ta rất là nhiều những mối lưu tâm khác để chúng ta quan tâm. Nên những cái cử động của em bé nhiều khi nó có nhưng mà chúng ta không cảm nhận được. Hoặc là chúng ta quên nó đi. Nhưng mà đến khi mà tối về chúng ta nằm nghỉ với cái màn đêm mà yên ắng thì những cái cử động đó nó sẽ nhiều hơn. Và lúc này chúng ta relax, chúng ta sẽ
có cái quan tâm nhiều, nói chuyện tương tác nhiều với con thì nó sẽ đạt nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là ở cái giai đoạn này thì em bé nó cũng không có phân biệt được ngày đêm nhiều, và nhưng mà ở người mẹ thì buổi tối thì cái nội tiết tố, đặc biệt là những cái oxytocin, nó sẽ được tiết ra nhiều hơn. Khi cái oxytocin tiết ra nhiều hơn thì nó sẽ kích thích có những cái cơn gò sinh lý, và em bé nó sẽ cũng sẽ đạt nhiều buổi tối. Nên Minh Hằng có để ý là đa phần người ta chuyển dạ vào ban đêm. Đúng rồi. Đúng rồi, nên thành ra là bác sĩ Hiền toàn là đi đêm không à. Đi đêm đi đẻ không à. Là đi tại đêm vì... đi đẻ. Đó, là tại vì cái nội tiết tố oxytocin. Bởi vì mới còn được biệt danh là chạy té thói. Chứ nếu ban ngày thì đâu có gọi là chạy té thói được. Mà đang ngủ trong tiềm thức là nhận ngược lên là đêm mà đi đẻ. Thì đúng là tội nghiệp bác sĩ thực sự luôn đó mọi người. Ở tuần này thì em bé đã phát triển được khoảng gần một quả dừa. Bự quá ha. Ê, nhưng mà bụng em chưa bự. Chiều dài thì khoảng là 27.8cm, nói chung là gần đâu đó 30cm. Và cân nặng thì khoảng là 430g. Làn da của bé đã có sự thay đổi rõ rệt so với những cái tuần thai trước. Không còn trong suốt vì ở dưới cái lớp da đó thì đã bắt đầu là có chất béo trong cơ thể. Mà để có thể... để hình thành cái lớp mỡ đúng không bác? Để hình thành lớp mỡ bắt đầu. Lúc này thì em bé bắt đầu là vụn bẩm hơn, dễ thương hơn, bắt đầu ra hình hài rồi. Thì tay chân của bé đương nhiên cũng sẽ phát triển. Thì bé sẽ đi đường quyền nhiều hơn. Nhưng mà chắc là vẫn chưa cảm nhận nhiều. Dạ, vẫn chưa cảm nhận nhiều. Nhưng mà lưu ý là trong cái tuần thai này thì các mẹ bầu sẽ có thể dễ bị tích tụ nước, nên là rất là dễ bị phù, dễ bị sưng, nên là chúng ta cũng phải duy trì cái việc tập luyện để mà có thể duy trì cân nặng. Dạ. Thì cái phù này là do nhiều nguyên nhân, do là cái nội tiết nó làm cho cái dịch nó ở trong cái mạch máu nó thoát ra bên ngoài, các cái mô liên kết, và nó sẽ làm cho tay chân nó hơi múp búp. Đeo nhẫn, đặc biệt là những cái bạn đeo nhẫn cưới tháo ra không được luôn. Rồi đi dép thì sau khi mà nó đi xong nó hằn cái nốt dép lên, và nhiều khi đi dép không vừa cái size cũ nữa. Ngoài ra còn do cái gì nữa, do chèn ép, tử cung lớn bắt đầu nó chèn ép vô các cái mạch máu, làm máu ở dưới đi về khó hơn. Nên chúng ta sẽ thấy rằng là nó phải bị phù chân. Thế thì trong tuần này thì chúng ta phải rất là kiêng kem cái đồ ngọt phải không bác? Tại vì dễ dẫn đến là tiểu đường thai kỳ. Đúng. Chúng ta biết rằng là phụ nữ Việt Nam là cái đối tượng nguy cơ cao của tiểu đường. Do vậy là chúng ta sẽ phải là hạn chế ăn đồ ngọt và tinh bột để kiểm soát cái cân nặng của chúng ta. Tại vì khi mà em nghe được nói là khi mà phụ nữ trong cái thời gian mà mang thai mà bị tiểu đường thai kỳ thì rất là nguy hiểm. Đúng. Rất là nguy hiểm luôn. Mà gặp một nỗi trong cái thời điểm mang thai thì rất là thèm ngọt. Chứ hồi xưa giờ thật sự là mình cũng không có thèm ngọt. Mình cũng rất là hạn chế ăn đường, và hầu như là nêm đếm đồ ăn thì em hầu như là không có bỏ hũ đường một bên luôn á. Nhưng mà trong cái thời kỳ mang thai thì không biết tại sao mà cái nội tiết tố nó thay đổi, nên là mình rất là thèm ngọt luôn. Nên là chắc là các mẹ bầu và mình ăn cũng giống nhau, nên là mình sẽ phải tập luyện là bỏ bớt đường ra để tránh tiểu đường thai kỳ các mẹ ha. Tạm chia tay với lại quả dưa ngọt ngào, chúng ta sẽ đến với tuần 23. Tuần thứ 23 thì em bé lúc này là nửa ký rồi đó. Dạ. Nửa ký và khoảng chừng 29cm. Thì không biết cái nào nha. Chắc là cỡ này đi ha. Chứ đúng rồi. Nửa ký em nghĩ không đủ đâu. Chắc không đủ không. Nhưng mà cái nó này vẫn là bự hơn cái quả dừa. Đúng. Thì nó khoảng chừng 29cm. Nhưng mà ký lô thì chắc nó không phù hợp. Thì ở cái giai đoạn này thì chúng ta biết rằng là cái hệ mà hô hấp của em bé bắt đầu nó hoàn thiện. Tức là cái lỗ mũi, mũi em bé thì chúng ta thấy từ lâu rồi, từ mười mấy tuần là chúng ta đã thấy rồi, và chúng ta có thể đo được cái chiều dài xương mũi, biết con mình là cao, mũi cao hay mũi thấp rồi. Nhưng mà bắt đầu cái lúc này cái lỗ mũi nó thông rồi, các cái phế nang ở phổi á thì bắt đầu là nó sẽ hình thành những cái khối cầu của phế nang. Tuy nhiên ở trong bụng mẹ thì nó nằm trong một cái bọc nước, nên cái hệ hô hấp em bé nó hoàn thiện về cấu trúc thôi, nhưng mà nó chưa có hoạt động về chức năng, nó không có thở, nên cái phổi em bé nó sẽ xẹp hoàn toàn. Sau khi sanh ra thì cái tiếng khóc chào đời đầu tiên nó mới bắt đầu, nó mới nở ra.
Đó là lý do vì sao em thấy các cô hộ lý mà sau khi mà móc em bé ra thì nếu mà em bé nào mà không khóc là phải đấm cho bằng được, khóc cho bằng đường để cho cái cổ nó đó, nên thành ra là cái tiếng khóc chào đời rất là quan trọng của em bé. Thì lúc này thì cái hệ hô hấp nó mới hoạt động. Chứ còn ở 23 tuần nó đã hoàn thiện rồi. Ở cái giai đoạn này thì chúng ta sẽ thấy là bắt đầu là sẽ đau nhất ở chân tay nhiều hơn. Và hay bị chuột rút nè, vật bẻ nè, và cái phù nó xuất hiện nhiều hơn. Nhưng nếu như chúng ta thấy rằng cái tình trạng mà đau ở cái bắp cơ á, cái bắp chân á, nhiều quá, thì chúng ta sẽ phải lưu ý, thứ nhất là chúng ta bổ sung canxi, bổ sung magie, và cái máu huyết lưu thông phải tốt, tức là chúng ta tập thể dục này, vận động này, và chúng ta có thể massage để giúp cho máu huyết lưu thông tốt hơn, giảm cái tình trạng đau nhức đó. Nhưng nếu như chúng ta thấy rằng là làm đủ cách rồi mà chúng ta vẫn bị đau, mà đặc biệt là đau theo cái kiểu là đau cách hồi, tức là mình đi chừng chút xíu thôi mình thấy đau, thì chúng ta phải đi báo cho bác sĩ. Nếu như chúng ta thấy nổi những cái gân xanh ở chân lên á, giãn tĩnh mạch đó, chúng ta phải đi siêu âm mạch máu để xem có cái tình trạng là giãn tĩnh mạch hay không. Và đặc biệt là có sự xuất hiện các cái huyết khối, tức là khối cục, những cái cục máu đông á, ứ lại trong cái giãn tĩnh mạch đó hay không, bởi vì cái đó nó rất là nguy hiểm cho người phụ nữ mang thai. Thấy tuần nào cũng nguy hiểm quá. Đúng, tuần nào nó cũng có những cái vui vẻ, nhưng mà nó cũng có những cái mà cần phải cảnh báo, để mà chúng ta sẽ phải đi khám, hoặc là chúng ta phải để ý đến sức khỏe của mình và con mình. Dạ, đó là lý do chúng ta làm series podcast Mầm Sống Nảy Sinh. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tuần thứ 24. Là trái gì đây? Tuần thứ 24 thì chiều dài thì khoảng là 30cm và nặng là khoảng 600g, nên là mình sẽ tương đương, mình ước lượng chiều dài này 30cm không bác? Chắc khoảng khoảng đó. 30cm. Nói chung là siêu thị này là tương đối thôi nha mọi người. Và lúc này thì mẹ bầu đang ở tháng thai kỳ thứ 6, và em bé đã có lông mi, lông mày. Lông mi, lông mày rồi. Và các mao mạch thì, cái mạch máu ở dưới da cũng đã bắt đầu phát triển, nên là da của bé đã bớt trong suốt đi, nó cũng trở nên là mờ hơn khi mà các mạch máu được lưu thông. Và ở tháng thứ 6 này thì chúng ta sẽ đi xét nghiệm tiểu đường thai kỳ. Và em nghe mọi người nói, tất cả các mẹ bầu nói trước là cái xét nghiệm này là cái xét nghiệm khủng hoảng nhất đối với mẹ bầu. Vì mình phải vào bệnh viện, xong phải uống rất là nhiều nước đường, phải không bác? Đó, ai cũng nói là trải nghiệm kinh khủng nhất là trải nghiệm đi xét nghiệm tiểu đường thai kỳ. Thì bác có lời khuyên nào cho tất cả các mẹ bầu hay không? Rồi, thì chúng ta biết là cái xét nghiệm tiểu đường trong thai kỳ đó là người hay còn gọi là test dung nạp đường. Thì thường á, thì chúng ta sẽ làm ở tuần lễ thứ 24 đến tuần lễ thứ 28. Tuy nhiên là chúng ta có thể làm ở bất cứ thời điểm nào trong thai kỳ. Ví dụ như là có những cái mẹ mà có nguy cơ cao, hoặc là tăng cân quá nhiều, thậm chí là ở tam cá nguyệt thứ nhất là bác sĩ đã cho chỉ định làm xét nghiệm tầm soát tiểu đường rồi. Nên các mẹ cũng đừng có thắc mắc là tại sao mà chúng ta đọc trên Google hay chúng ta nghe ở đâu đó nói là làm xét nghiệm từ 24 đến 28 tuần, mà tại sao bác sĩ lại hôm nay lại cho làm sớm như vậy. Đó là tùy vào mỗi người khác nhau, tùy vào cái ví dụ như là nguy cơ mỗi người khác nhau. Phụ nữ Việt Nam hay còn gọi là Đông Nam Á là những cái đối tượng nguy cơ cao của bệnh tiểu đường, nên thành ra là chúng ta phải làm tầm soát. Tại sao chúng ta lại phải uống cái chai nước đường và phải lấy máu đến 3 lần? Thì đối với lại một người bình thường á, chúng ta không có bị tiểu đường, thì chúng ta ăn một bữa ăn no vào, chúng ta uống một chai nước đường vào, thì cái insulin nó sẽ kéo cái đường từ bên ngoài vào trong gan để dự trữ. Nhưng ngược lại là khi chúng ta bị đói bụng á, thì cái insulin nó sẽ kéo cái đường từ gan ra, để làm cho chúng ta thấy rằng là được, khi no chúng ta cũng không có bị đường cao. Nhưng khi đói chúng ta cũng bị xỉu vì hạ đường huyết. Nhưng người bị tiểu đường thì lại khác. Người bị tiểu đường thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó thiếu cái insulin này. Nên nếu như chúng ta đói thì chúng ta sẽ bị tụt đường huyết. Nhưng nếu mà chúng ta no, hoặc là chúng ta uống một chai nước đường vào, thì cái đường nó sẽ tăng vọt lên. Đó là lý do tại sao mà người ta làm test dung nạp đường, ta phải lấy máu tới 3 lần. Lấy lúc đói nè, 1 tiếng đồng hồ sau khi uống chai nước đường, 2 tiếng đồng hồ sau uống chai nước đường, để người ta có thể phát hiện sớm cái tiểu đường trong thai kỳ.
Và các bạn cũng đừng có lo, đừng có nghe người ta nói rằng là đi làm xét nghiệm dung nạp đường uống cái đường kinh khủng lắm. Thật sự đó kinh khủng thiệt. Tại vì là cái đường á là đường nguyên chất, uống khó lắm. Nhưng mà thường khi đến bệnh viện người ta sẽ hay vắt một tí xíu chanh vào, làm cho cái uống nó cũng nhẹ nhàng hơn. Em có được bỏ đá vô không? Dạ có, bỏ chút xíu đá vào, bỏ chút xíu chanh vào, nó cũng không kinh khủng lắm. Chứ còn nếu mà uống mà đơn thuần thì đúng thiệt là kinh khủng thiệt. Và nhiều người bị ói sau khi uống. Ủa tại sao mọi người uống nước ngọt mọi người không có ói, mà sao uống nước đường mọi người ói ha? Lạ đúng không? Cái đường không, thôi khác, cái nước ngọt là khác. Yeah. Tại vì cái nước ngọt á là nó có những... Em hỏi cho mẹ bầu thôi. Nó có, ngoài cái chuyện là đường á, nó sẽ có rất là nhiều những cái mùi vị khác nữa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái hàm lượng đường nó ít hơn. Nó không có nhiều như là cái đường nguyên chất kia. Cái đường nguyên chất kia nó sẽ rất là khó uống. Là ngồi tổng cộng ở bệnh viện 3 tiếng. Ngồi rượu rạo luôn bác, đói run người, không có được ăn nhiều phải không bác? Dạ không. Trời ơi, không sao, em nhìn đói quen, không sao, kệ ráng nha con. Rồi, trước khi bước qua tuần 25, em thắc mắc tại sao các phụ nữ châu Á của mình lại dễ bị tiểu đường thai kỳ vậy bác? À, cái đó là do thống kê. Tức là thống kê trên thế giới người ta sẽ xếp vô những cái đối tượng nguy cơ cao. Thì ví dụ như là những cái nguy cơ cao là gì? Là những người ví dụ như là thừa cân béo phì, có tiền sử gia đình, tiền sử bản thân có bị bệnh tiểu đường, chị em có người bị tiểu đường, cha mẹ có người bị tiểu đường, ông bà có người tiểu đường. Đó là những cái đối tượng nguy cơ cao. Những người mà bị những cái bệnh ví dụ như hội chứng buồng trứng đa nang là nguy cơ bị tiểu đường. Chủng tộc, đây chủng tộc là Đông Nam Á là chủng tộc nguy cơ cao. Cái đó là do sự thống kê các cái bệnh lý ở theo cái vùng. Thì người ta thấy rằng là vùng Đông Nam Á là những người có nguy cơ cao bị tiểu đường. Em nghĩ chắc mọi người cũng hảo đường thật. Trong trái cây cũng rất là nhiều đường nữa. Dạ đúng rồi. Tuần 24 này thì là thai kỳ, ở tháng thứ 6 thì các mẹ bầu thì bắt đầu đi học được các lớp tiền sản rồi phải không bác? Lúc này chúng ta sẽ thấy rằng là sắp tới giai đoạn của tam cá nguyệt thứ 3 rồi, chuẩn bị cho cái cuộc sanh rồi, thì chúng ta sẽ học các cái lớp tiền sản để chúng ta biết được rằng là những cái dấu hiệu của chuyển dạ như thế nào, để chúng ta biết được rằng là khi nào chúng ta cần phải đi khám, để chúng ta biết được rằng là khi chúng ta rặn sanh thì rặn như thế nào, và chúng ta có thể chuẩn bị cho cái chuyện là chăm sóc con mình như thế nào. Thí dụ tuần thai tháng thứ 6 này thì theo hệ tâm linh thì mình đã được mua đồ cho em bé chưa bác? Được rồi, với giai đoạn này thì chúng ta có thể mua được đồ rồi. Nhưng mà cũng đừng có mua quá nhiều. Tức là chúng ta sẽ mua những cái gì mà nó cần thiết. Hoặc là lên kế hoạch thôi. Chứ còn nếu mà để mà sát ngày sanh á thì chúng ta mua tới qua tâm cái ngày thứ 2 chúng ta mua. Tới khi mà em bé được đẻ ra thì đồ nó mới hơn. Đúng không? Đúng rồi. Còn nhiều khi đó chúng ta mua cái nôi đi chẳng hạn. Ví dụ hoặc là một cái xe đẩy đi. Tới khi mà chúng ta xa gần tới ngày sanh cái nó ra cái kiểu mới nữa. Cái trong tiếc quá là hồi đó mua làm chi cái kia. Đó. Kinh nghiệm dày dặn của những người đi trước. Chứ những người mà tấm chiếu mới như mình thì mình muốn mua càng sớm càng tốt vì nôn. Tới bây giờ thì mình Hằng đã chuẩn bị trang hoàng cho căn phòng của em bé rồi đó. Nhưng mà thực sự thì cũng vẫn là lắng nghe những người đi trước có kinh nghiệm, vẫn chưa mua nhiều, chỉ là tham khảo rồi tới đúng thời điểm mình mới mua. Đó. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ bước tiếp đến tuần 25, gần hết tam cá nguyệt thứ 2 rồi nha mọi người. Thì tuần lễ thứ 25 thì nó sẽ khoảng chừng là 34-35cm. Và kích thước nó sẽ là như vậy, nhưng mà nó khoảng chừng 660g. Dạ, nó nặng hơn, mình tưởng tượng là nó chiều dài thôi nha mọi người, chiều dài thôi. Khoảng chừng 660g. Thì ở cái giai đoạn này á, chúng ta sẽ thấy là em bé nếu mà đi siêu âm á, mà bác sĩ chụp á, thì chúng ta sẽ nhìn em bé nó tròn trịa hơn. Bởi vì cái lớp mỡ dưới da nó sẽ rất là nhiều. Và chính vì cái này nên là bác sĩ sẽ lưu ý đo cái vòng bụng của em bé. Nếu như mà cái em bé mà nó chậm tăng trưởng hay suy dinh dưỡng á, thì cái điều đầu tiên nó bị giảm đi đó là lớp mỡ dưới da bụng nó sẽ bị mất đi. Nên nếu như em bé nào mà lớp mỡ mà nó không có hay là nó có ít á, thì là những em bé đó suy dinh dưỡng hay chậm tăng trưởng. Nên người ta dựa vào cái đo cái vòng bụng của em bé. Ở cái giai đoạn này á, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tử cung nó sẽ lớn lên. Nó sẽ lớn lên đến nó đẩy cái tử cung, đẩy cái bao tử này, đẩy cái ruột lên, đẩy cái cơ hoành lên. Do vậy là người phụ nữ sẽ hay bị trào ngược lắm.
ăn vô một chút xíu là thấy khó thở, và thở thì nhanh nông hay bị mệt, tim đập nhanh, và đặc biệt có một cái dấu hiệu nữa là hay bị tụt huyết áp tư thế. Tụt huyết áp tư thế là đúng sao là bác? Tức là chúng ta ví dụ như thay đổi tư thế đang ngồi hay là đang nằm, cái ngồi dậy hay đứng dậy tự dưng xây sẩm mặt mày, thấy muốn xỉu luôn. Đó, thì ở cái giai đoạn này chúng ta lưu ý là nếu như chúng ta thấy là chúng ta đang đi, đang đứng hoặc là đang ngồi mà đứng bật dậy mà thấy bị chóng mặt á, thì chúng ta phải ngồi xuống liền hoặc là nằm xuống liền, nhắm mắt lại và chúng ta uống một ly trà đường đó để giảm cái tình trạng là tụt huyết áp tư thế. Trời, lưu ý, em mong là mình sẽ không xảy ra chuyện đó. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tuần thứ 26. Tuần thứ 26 thì cơ chiều dài của em bé là khoảng 35,6cm và nặng thì khoảng 760g, khoảng là có thể lên 800g không bác? Có thể đúng không? Trời, thế thì chỉ còn hai trái còn lại thôi bác à. Em nghĩ là bắp cải nha. Bự rồi nha mọi người. Wow, tưởng tượng bỏ vô cái bụng, ui, bự. Wow, thì lúc này thì đôi mắt của bé đã được hình thành rồi và có thể mở to mắt. Và cũng như là hệ miễn dịch của bé cũng đã được phát triển và có thể nạp kháng thể từ mẹ. Nạp kháng thể từ mẹ. Lúc này thì mẹ sẽ xuất hiện những cơn đau đầu thường xuyên và cũng có thể là bị mất nước và đó thường xuyên hơn, đúng không bác? Nhưng mà em nghe nói là hình như là lúc này thì mắt của mẹ cũng có thể dễ bị sưng. Mà không biết lý do vì sao. Thì nói về cái chuyện miễn dịch trước đi. Là cái miễn dịch thì hồi nãy là bác sĩ Hiền có nói với quý vị rằng là 20 tuần là bắt đầu chúng ta sẽ tiêm ngừa. Thì khi mà chúng ta tiêm ngừa thì 4 tuần sau thì cơ thể của người mẹ sẽ có kháng thể. Và kháng thể đó nó sẽ truyền qua em bé. Thì ở cái giai đoạn là 26 tuần này trở đi á, thì chúng ta sẽ có cái sự hấp thu về cái kháng thể của người mẹ. Nên chúng ta cần phải chích ngừa là như vậy. Thì cái thứ hai nữa là khi mà có thai á, thì cái nội tiết của thai kỳ nó sẽ làm cho cái vùng mà hầu họng nè, các cái vùng mà mắt nè, thì nó sẽ hay tiết dịch. Nên người phụ nữ sẽ có thể có những cái tình trạng ví dụ như là ù tai nè, mờ mắt nè, có thể hơi sưng nhẹ ở các cái mí mắt hoặc là bọng mắt đó. Và cái đường hô hấp á, nó cũng sẽ dễ bị là chảy máu cam nè, bị khô họng nè, và nó dễ bị viêm đường hô hấp trên. Ở tuần thai này thì mình có những cái dấu hiệu nào mình dễ nhận biết về tiền sản giật không bác? Đúng rồi, cái giai đoạn này chúng ta cũng cần phải lưu ý về cái chuyện là tiền sản giật. Thì trước khi chúng ta nói về tiền sản giật thì chúng ta phải hiểu tiền sản giật là gì. Tiền sản giật đó là cái triệu chứng của những người mà bị cao huyết áp trên một cái thai kỳ. Và cái tình trạng cao huyết áp đó là do cái thai, chứ không phải là cao huyết áp mãn tính trước khi có thai. Thì khi mà chúng ta có cái biểu hiện của cao huyết áp nè, phù nè, đi tiểu ra đạm nè, thì xét nghiệm mới biết. Thì chúng ta sẽ được gọi là tiền sản giật, thì cần phải đi vô bệnh viện và để điều trị. Và có những cái trường hợp tiền sản giật nặng đôi khi phải chấm dứt thai kỳ sớm. Bởi vì là khi mà chọn lựa giữa người mẹ và em bé thì luôn luôn là bác sĩ sẽ chọn lựa người mẹ. Nên là nếu như tiền sản giật nặng quá mà không thể duy trì được thì người ta sẽ ưu tiên người mẹ và người ta sẽ phải chấm dứt thai kỳ. Thì chấm dứt thai kỳ em chưa hiểu cái ý. Tức là phải cho sanh sớm. Nếu như mà tình trạng tiền sản giật nặng. Thì cái tiền sản giật đó thì người mẹ có thể lưu ý là chúng ta tự mua cái máy đo huyết áp để đo hàng ngày. Mỗi đi lần chúng ta đi khám thì bác sĩ sẽ cho chúng ta đo huyết áp. Luôn luôn là bác sĩ sẽ đo huyết áp, nhưng mà một tháng mới đi khám bác sĩ một lần. Cái thứ hai nữa là làm cái xét nghiệm nước tiểu. Nên chúng ta có thể phát hiện ra được cái đạm trong nước tiểu. Thì để mà chúng ta theo dõi hàng ngày thì chúng ta nên mua cái máy đo huyết áp hàng ngày. Thì chúng ta đo huyết áp buổi sáng và buổi tối, hoặc bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy nhức đầu, chóng mặt thì chúng ta đo huyết áp. Nếu huyết áp trên 140/90 thì chúng ta sẽ nằm nghỉ, và chúng ta 5 phút sau chúng ta đo lại. Nếu 5 phút sau chúng ta đo lại mà vẫn còn cao trên 140/90mm thủy ngân thì chúng ta phải đi vô bệnh viện ngay để mà bác sĩ sẽ chẩn đoán xem có đúng là chúng ta bị tiền sản giật hay không. Em có cảm giác là gần đến ngày mà vượt cạn thì càng có nhiều cái triệu chứng mà chúng ta càng phải để ý và phải từng ly từng tí một luôn.
Và bây giờ thì tuần cuối cùng của Tam Cá Nguyệt thứ hai, xin mời bác Hiền. Đúng rồi, tuần thứ 27 là một cái tuần cuối cùng của Tam Cá Nguyệt thứ hai và là ngưỡng cửa bước qua một cái giai đoạn cũng rất là quan trọng. Đó là Tam Cá Nguyệt thứ ba. Thì ở cái giai đoạn này thì em bé sẽ khoảng chừng 900 gram cho đến 1 kg và kích thước của em bé nó sẽ khoảng chừng là đây chúng ta sẽ, cái này là tượng trưng thôi nha thưa quý vị, nhắc đi nhắc lại, nó sẽ tượng trưng, nó sẽ tương ứng với khoảng khoảng là như thế này, gần 37 cm, như là trái bưởi vậy đó. Thì ở cái giai đoạn này thì người mẹ sẽ rất là mệt, khó chịu, tại vì nặng vô. Đúng, rất là nặng nề, và tử cung nó lớn làm cho chúng ta sẽ khó ngủ hơn, ngủ thở cũng khó chịu hơn, nên chúng ta lưu ý là khi chúng ta ngủ chúng ta cần phải kê cao cái đầu lên để cho chúng ta dễ thở hơn. Đi đứng ngồi luôn luôn cái lưng phải giữ thẳng như thế này để cho chúng ta không có bị chèn ép. Ví dụ như chúng ta ngồi theo cái bình thường, cái khuynh hướng bình thường chúng ta hơi thế này thì cái tử cung nó sẽ bị gập và nó chèn vô cái bao tử này, và chúng ta nó sẽ đẩy cái phổi chúng ta lên làm cho chúng ta rất là khó thở. Nên chúng ta luôn luôn giữ cái lưng phải thẳng như thế này, và cũng vẫn nên duy trì luyện tập, bổ sung sắt, canxi, vitamin, magie, và đặc biệt là DHA. Ở cái giai đoạn này nó rất cần DHA và omega để giúp cho cái não bộ phát triển. Và chắc là ở tuần thai thứ 27 này thì chúng ta cũng phải lập ngân sách để nghỉ thai sản là vừa rồi đúng không bác? Đúng. Lúc này là mình cũng sẽ biết là mình sẽ phải nghỉ việc trong vòng bao nhiêu lâu, rồi ngân sách cho cái việc mà đi sinh, rồi chuẩn bị đồ đi sinh. Chúng ta sắp chuẩn bị qua cái Tam Cá Nguyệt thứ ba, là cái Tam Cá Nguyệt mà nãy bác sĩ Hiền có nói rằng là nó có thể là sanh vào bất cứ thời điểm nào, và nếu mà sanh ở Tam Cá Nguyệt thứ ba thì hoàn toàn em bé có thể nuôi được. Nên là chúng ta phải thứ nhất là lập ngân sách giống như Minh Hằng nói, chọn nơi sanh như thế nào, thì chúng ta cũng nên sắp xếp ở cái kỳ Tam Cá Nguyệt thứ hai. Thì hầu hết thì các mẹ cũng biết được rằng là ở kỳ Tam Cá Nguyệt này thì các mẹ cũng sẽ tăng cân nhẹ. Nếu như ở kỳ Tam Cá Nguyệt thứ nhất chúng ta không cần tăng cân, thì đối với lại Tam Cá Nguyệt thứ hai thì chúng ta sẽ tăng cân. Và khi chúng ta tăng cân thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý, đó là thực phẩm, dinh dưỡng có đảm bảo vệ sinh an toàn hay không. Thứ hai là bổ sung vitamin, bổ sung đầy đủ tất cả các dưỡng chất để mà thai nhi của chúng ta phát triển một cách toàn diện. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm lại một số thông tin cơ bản và quan trọng trong Tam Cá Nguyệt thứ hai. Mời bác. Vâng thưa quý vị, thì ở Tam Cá Nguyệt thứ hai chúng ta cần lưu ý một số các cái mốc như sau. Thứ nhất là tuần lễ thứ 16 đến 20 tuần chúng ta sẽ siêu âm hình thái học sớm. Tuần lễ thứ 20 đến tuần lễ thứ 24 chúng ta sẽ siêu âm về 4 chiều để khảo sát về những cái bất thường tim này, phổi này, não này, thận em bé, và khảo sát kỹ về cái hình thái của em bé. Tuần lễ thứ 24 đến tuần lễ thứ 28 thì chúng ta làm cái xét nghiệm dung nạp đường để tầm soát tiểu đường trong thai kỳ. Và cái giai đoạn mà chúng ta cần phải bổ sung thêm nè sắt nè, canxi nè, DHA nhiều hơn ở Tam Cá Nguyệt đầu tiên, thì nhu cầu về canxi lúc này chúng ta cần phải tăng lên gần gấp đôi, là chúng ta sẽ phải từ 1.500 đến 2.000mg mỗi ngày thì mới đủ. Và cái DHA chúng ta cũng tăng lên gấp đôi so với Tam Cá Nguyệt thứ nhất, bởi vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn sự phát triển của trí não và thị giác của em bé. Ding. Quá nhiều thông tin đúng không mọi người? Đừng lo, nếu như mọi người có quên thông tin gì hãy click vào kênh Minh Hằng Official để có thể xem lại series podcast Mầm Sống Nảy Sinh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở Tam Cá Nguyệt thứ 3. Bye bye.